Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin khách du lịch Hàn Quốc phát khủng vì bị cách ly tại Việt Nam. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cho báo giới biết vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 vừa qua rằng nhóm du khách với hơn 20 người Hàn Quốc đã không chịu làm theo quy định cách ly giữa lúc virus corona đang lây lan ở nhiều quốc gia và họ muốn lên máy bay về nước vào ban đêm. Đây là hình ảnh các ban ngành chức năng đã đưa toàn bộ hành khách gồm 80 người trên chuyến máy bay của Vietjet từ thành phố Daegu về thành phố Đà Nẵng trưa ngày 24 tháng 2 năm 2020 từ sân bay về khu cách ly. Theo tin trên các trang Tuổi Trẻ và các trang khác của nhà nước Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đã phối hợp với hãng hàng không Vietjet Air để đưa các du khách nói trên quay lại Hàn Quốc trong một chuyến bay vào lúc 23 giờ 55 phút đêm ngày 25 tháng 2 năm 2020. Tin tức trước đó cho hay các công dân Hàn Quốc này đã đến thành phố Daegu, nơi đang dịch diễn ra rất mạnh và làm gần 980 người bị nhiễm, bao gồm có cả 10 người chết ngay trong những ngày gần đây ở địa phương của Hàn Quốc này. Các báo Việt Nam nói khi nhóm khách đến Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 2, họ bị nhà chức trách giữ lại để thực hiện cách ly tại bệnh viện phổi số 1. Tuy nhiên, những người Hàn Quốc này không đồng ý và đòi được tới một khách sạn 4 sao. Mặc dù vậy, họ đã phải nghỉ lại qua đêm tại bệnh viện do không có khách sạn nào tiếp nhận họ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án và phản đối mạnh mẽ động thái kể trên mà họ nói Việt Nam là thực hiện không có tham vấn trước với chính quyền ở Seoul. Theo các bản tin của Yonhap và các hãng truyền thông của Hàn Quốc phát đi từ Hàn Quốc hôm 24 tháng 2 năm 2020 vừa qua. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đề nghị phía Việt Nam phải hợp tác để tránh những biện pháp thái quá và vô lý đối với các công dân của Hàn Quốc. Và chính phủ Việt Nam cũng đề nghị chính phủ Hàn Quốc thông hiểu, đồng thời nói rằng thái độ như vậy là bất khả kháng trong nỗ lực hiện nay để ứng phó với virus corona chủng mới đang lây lan rất nhanh, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã được đưa ra trên truyền hình của nước này. Đây là hình ảnh Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, nơi thực hiện cách ly 20 du khách của Hàn Quốc. Trên mạng xã hội, đông đảo người Việt Nam một mặt bày tỏ ủng hộ việc làm của nhà chức trách ở Đà Nẵng. Mặt khác cũng thể hiện tức giận, bức xúc về cách hành xử và phát ngôn bị coi là trịnh thượng và vô trách nhiệm của cả nhóm du khách Hàn Quốc lẫn Bộ Ngoại giao nước này trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến đang khó lường và gây nguy hiểm đến tính mạng, con người và trong đó có những người Việt Nam. Doanh nhân, nhà văn Trần Quốc Quân, một Facebook được nhiều người theo dõi, đã viết trên trang cá nhân của ông ta rằng phẫn nộ cực độ về đề nghị của chính quyền tham khảo hành động quyết liệt của Israel đối với du khách của Hàn Quốc thì nó hoàn toàn khác. Theo tin quốc tế, vào hôm 22 tháng 2 năm 2020, Israel đã buộc một máy bay chở 130 người Hàn Quốc phải rời đi sau khi máy bay này hạ cánh ở sân bay Tel Aviv. Du khách Hàn Quốc phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đông đảo người Việt khẳng định trên Facebook, đồng thời nhấn mạnh rằng các công dân Việt trở về từ Hàn Quốc đều phải chấp nhận cách ly ở bệnh viện hoặc cơ sở của quân đội. Tại sao người Hàn Quốc lại đòi cách ly ở khách sạn hạng sang như vậy? Một số người đề xuất chính phủ Việt Nam cần có một chính sách rõ ràng về cách mà các du khách nước ngoài trong bối cảnh có dịch bệnh để các địa phương không bị lúng túng khi số lượng du khách này vào Việt Nam vẫn rất nhiều. Và một bản tin trên kênh YouTube của ETN News của Hàn Quốc với 1,5 triệu người đăng ký đã phát đi những hình ảnh do nhóm 20 du khách Hàn Quốc này gửi về và được giới thiệu trên trang Facebook của Đỗ Ngọc Trinh, cho thấy nhóm khách này chê trách điều kiện vệ sinh nơi ở rất tồi tệ tại Việt Nam. Một người họ đã nói rằng, tôi thật sự không thể tắm được luôn ở đó. Ở đây chúng tôi có thể sẽ bị bệnh mà chết chứ không phải chết vì corona. Đây là những hình ảnh nhóm du khách Hàn Quốc đã chụp và gửi đi và được chiếu trên các kênh truyền hình của Hàn Quốc và cho rằng nơi cách ly này tại Việt Nam
có điều kiện tồi tệ và họ đã bị đối xử bất công. Bản tin nói rằng 20 công dân đã bị cơ quan kiểm dịch Đà Nẵng khóa cửa và nhà nước giam cầm thực tế, rằng họ sẽ bị 14 ngày ngăn chặn cưỡng bức mặc dù không có triệu chứng đáng ngờ như nhiệt độ cao chẳng hạn. 20 người Hàn Quốc bị cô lập từ Đà Nẵng, Việt Nam vì ngăn chặn sự lây lan của virus Corona Vũ Hán đã được cho là sống trong điều kiện tồi tệ trong khi bị giam giữ. Những người này được cách ly và nói rằng họ thậm chí không thể ăn đúng cách trong khi bị nhốt trong một khu vực bị khóa, nằm trong một bệnh viện đa khoa ở Đà Nẵng, tại Việt Nam. Có 2 hoặc 3 người trong mỗi phòng đang rất mệt mỏi. Cửa ra bên ngoài hoặc đến các khu vực khác được khóa chắc chắn lại. Đây thực sự là bị giam cầm. Các cơ sở vệ sinh yếu kém đến mức họ không thể được rửa sạch và một bữa một ngày, và mỗi bữa một ngày là không thể đảm bảo và không thể ăn được. Họ nói họ bị chính quyền Việt Nam tịch thu hộ chiếu. Phóng viên tỏ ra lo ngại về số liệu người Hàn Quốc này có đang bị đối xử bất công hay không. Và phóng viên Đào Tuấn của đài truyền hình VTC đã kể lại trên trang Facebook của mình và tự giới thiệu mình là người trực tiếp chứng kiến cảnh 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái bị cách ly tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đây là hình ảnh chiếc máy bay Vietjet đã chở nhóm 20 du khách Hàn Quốc về nước vào hồi 23 giờ 55 phút ngày 25 tháng 2 năm 2020. Đầu giờ chiều ngày 24 tháng 2, xe chuyên dụng đã đưa 22 hành khách nước ngoài trên chuyến máy bay từ Daegu đến Đà Nẵng. Tất cả đều được đưa vào khu cách ly, nhân viên y tế trang bị bảo hộ hướng dẫn họ khi họ hạ cánh vừa đặt chân tới Việt Nam. Lúc này, lãnh sự quán Hàn Quốc đã có mặt và hai người đại diện trao đổi với Phó Giám đốc Sở Y tế cùng Giám đốc Bệnh viện Phổi là công dân của họ không muốn cách ly ở đây vì họ đi du lịch và họ không được nghe bất kỳ khuyến cáo hoặc lúc xuất cảnh từ Hàn Quốc. Họ đồng ý đến khách sạn do Sở Y tế bố trí là Golden G. Nói chung, qua trao đổi, mình thấy việc họ không chịu cách ly chẳng qua là điều kiện ăn ở và họ bị bất ngờ mà thôi, chứ chẳng có biểu hiện trịnh thượng gì cả. Và nói thật, Đà Nẵng đã quyết liệt nên cách ly trước tất cả các thông báo ngoại giao nên đã xảy ra những việc lúng túng như vậy. Buổi tối nghe tin là họ sẽ về khách sạn Sông Hàn, nhưng để chuẩn bị cơ sở hành lý thì tối ngày 24 tháng 2 họ vẫn ở viện Phổi. Hy vọng hôm nay, tức là 25 tháng 2, các cơ quan ngoại giao phối hợp thì họ sẽ đồng ý cách ly tại viện Phổi luôn cho tiện. Cuối cùng, lúc 23 giờ 55 đêm ngày 25 tháng 2, chuyến bay của Vietjet Airlines đã đưa toàn bộ khách Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Đà Nẵng trở về nước theo nguyện vọng của một số hành khách và sau hơn 24 tiếng đồng hồ bị cách ly kinh hoàng tại Đà Nẵng. Và Chủ tịch Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, hôm 25 tháng 2 năm 2020 đã gửi một bức thư đến nhóm 20 du khách Hàn Quốc được một số người nói rằng là lời lẽ khá khiếm nhã. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ông nói, chúng tôi lấy làm tiếc vì những ngày qua, quý vị đã không có được chuyến đi du lịch như dự kiến tại thành phố Đà Nẵng. Thành phố chúng tôi đã không có cơ hội để bày tỏ lòng hiếu khách vốn có của mình. Đúng ra giờ này quý vị đã có những ngày nghỉ thật thú vị tại thành phố Đà Nẵng với những trải nghiệm về phong cảnh, ẩm thực, văn hóa và con người Đà Nẵng. Và chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này, mong sẽ được đón tiếp quý vị vào thời gian và thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ như vậy trong thư. Trong bức thư được viết bằng tiếng Anh, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã gửi lời cảm ơn tới tất cả khách hàng và khách du lịch của Hàn Quốc đã tin tưởng lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến du lịch trong suốt thời gian qua. Bà nói, những biện pháp kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh là yêu cầu bắt buộc, là hành động bất khả kháng nhưng đã đem đến sự bất tiện cho quý khách. Bà Hạnh đã viết như vậy. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành du lịch Đà Nẵng cũng nói rõ việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, cách ly là nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong đó có cả những vị khách Hàn Quốc vừa nhập cảnh vào thời gian qua,
Do đó, bà Hạnh mong những vị khách đến từ thành phố Daegu thông cảm và chia sẻ. Và cùng lúc với sự việc 20 hành khách của Hàn Quốc đến Đà Nẵng, thì cộng đồng mạng cũng đã xôn xao về một cô gái về tâm thư từ Daegu, thành phố này nơi có nhiều dịch bệnh. Và cô đã chia sẻ trên trang Facebook của mình và đăng status khoe rằng dùng miệng lưỡi trí thông minh để không bị cách ly khi trở về Việt Nam từ thành phố Daegu, khiến dân mạng hết sức phẫn nộ. Đây là hình ảnh Facebook Henry Nguyễn về sân bay Tân Sơn Nhất từ Daegu, nhưng nhờ khéo mồm nói là ở Busan nên đã tránh khỏi bị cách ly. Cụ thể hơn, cô gái tóc nhuộm đỏ mặc váy ngắn tự hào khẽ nói người phụ nữ mình khôn ở cái não nên không bị cách ly. Và để một tí nữa về nhà em sẽ nói lý do vì sao mà bị cách ly và không bị cách ly, em sẽ giải thích cho mọi người nghe. Một số người Việt đang ở Hàn Quốc tò mò muốn biết chiêu trò để không bị cách ly của Henry Nguyễn nên đã vào hỏi thăm cô. Trong khi đó, cộng đồng mạng ở Việt Nam phẫn nộ khi xem clip video clip này và cho rằng cô nàng là mối đe dọa lây nhiễm virus corona cho người khác. Đến chiều ngày 26 tháng 2 năm 2020, Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được Henry Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thanh T, sinh năm 1992, quê ở Kiên Giang, trú tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, và buộc cô này phải đi cách ly tập trung 14 ngày tại trường quân sự tỉnh Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Nguyễn Thanh Tê sống ở Daegu nhưng đi qua thành phố Busan trước khi đáp máy bay về thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, cô khai điểm xuất phát của mình là Busan và không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất về tình hình dịch bệnh đang lan tràn trên thế giới và tại Việt Nam để các bạn biết phòng tránh. Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.